9 bí mật Ấn Độ che giấu ngàn năm. Những câu hỏi khó cho các nhà khoa học. Đất nước Ấn Độ vốn là khởi nguồn của Phật giáo có những điều vô cùng kỳ lạ. Ở đó có nền văn minh thung lũng Indus rực rỡ mấy ngàn năm qua nhưng đột nhiên biến mất không lý do. Có bức tượng cứ 20 năm to lớn lên một lần, hay ngôi đền có 56 trụ cột biết phát nhạc, có hình điêu khắc khủng long vốn đã tuyệt chủng hàng chục triệu năm trước. Còn có đền vàng bên trong thực sự chứa kho báu trị giá hàng trăm tỷ đô la, hay chiếc hồ trơ đáy chứa 800 bộ hài cốt với lai lịch và niên đại khác nhau mà khoa học không thể giải thích. Đây chỉ là một số những bí mật bị che giấu hàng ngàn năm qua ở Ấn Độ. Văn hóa Ấn Độ trải qua hàng ngàn năm vẫn ẩn tàng rất nhiều bí mật lạ thường. Đặc biệt trong đó có một số hiện tượng sự việc khiến thế giới cũng như giới khoa học vừa kinh ngạc vừa tò mò muốn tìm ra câu trả lời. Những bí ẩn chưa có lời giải này là gì? Mời các bạn hãy cùng Minh Đức tìm hiểu ngay sau đây. Số 1. Đền Vitthala, nơi các cột sát biết phát nhạc và vết tích của khủng long. Ngôi làng Hampi, Ấn Độ luôn tự hào vì có nhiều kiến trúc có ý nghĩa lịch sử và nổi bật nhất là đền Vitthala được xây vào thế kỷ 15 dưới thời trị vì của vua Nivarayya II. Điều đặc biệt khiến cho ngôi đền này trở nên nổi tiếng là có 56 cột trụ âm nhạc. Khi gõ vào, chúng sẽ tạo ra thứ âm thanh kỳ lạ và rất hay. Các nhà khoa học đã cố gắng tìm kiếm điều bí ẩn bên trong những cây cột phát nhạc bằng cách phá vỡ hai trong số ấy. Nhưng cuối cùng, họ không thể tìm thấy gì. Bí mật này cho đến nay vẫn là một ẩn đố chưa có lời giải. Chưa dừng lại ở đó, những di chỉ chạm khác ở đền Vitthala còn có hình ảnh của loài khủng long ăn cỏ Diplodocus từng gây ra rất nhiều tranh cãi trong giới khoa học. Bởi chúng ta đều biết khủng long đã bị tuyệt chủng từ 65 triệu năm về trước. Vậy vào 600 năm trước, người Ấn Độ cổ đại làm cách nào biết được chúng để có thể chạm khắc chính xác hình tượng một loài động vật đã tuyệt chủng từ cách đó hàng chục triệu năm? Số 2. Phiến đá cổ 10.000 năm có dấu vết người ngoài hành tinh. Vào năm 2014, Viện Khảo cổ học và Văn hóa Chhattisgarh, Ấn Độ đã kêu gọi sự trợ giúp để nghiên cứu các hình vẽ kỳ lạ về UFO và người ngoài hành tinh trên những phiến đá 10.000 năm tuổi tại một hang động thuộc vùng Charama, tỉnh bang Chhattisgarh. Theo nhà khảo cổ học Bigat, những hình vẽ kỳ lạ mô tả về người ngoài hành tinh xuất hiện trong những phiến đá rất giống với tạo hình trong phim. Các sinh vật có hình dáng giống người nhưng đều thiếu mất mũi và miệng. Trong một vài hình vẽ, các sinh vật lạ lại mặc trang phục du hành. Ông cho biết có thể trong thời kỳ tiền sử, con người đã nhìn thấy người ngoài hành tinh và sự sống ngoài trái đất. Theo truyền thuyết của người dân địa phương, từ xa xưa, tổ tiên họ đã truyền tai nhau về những sinh vật lạ nhỏ bé có tên Rohela. Chúng ở trên những vật thể bay hình tròn trên trời đáp xuống mặt đất và đưa hai người dân làng đi mất. Số 3. Tượng thần Nandi cứ 20 năm lại tăng kích thước một lần. Nằm ở quận Kurnool, Yaganti là một ngôi đền nổi tiếng của thần Shiva, nơi mỗi năm các tín đồ lại đổ về đây với số lượng lớn. Điều bí ẩn hơn cả là bức tượng Nandi được đặt trong đền cứ ngày một tăng trưởng về kích thước trong suốt những năm qua, và đây không phải là một huyền thoại. Khảo sát khảo cổ của Ấn Độ đã xác nhận rằng bức tượng này tăng thêm 2,5cm sau mỗi 20 năm. Một bí ẩn khác ở nơi đây là không có quạ như các khu vực xung quanh. Theo truyền thuyết, một nhà hiền triết đã đặt lời nguyền với những con quạ bay vào đền. Vì vậy, trong đền không bao giờ có bóng dáng của một con quạ nào. Số 4. Cây cầu 5.000 năm và những viên đá nổi. Thần thoại Ấn Độ kể rằng, để giải cứu vợ Sita khỏi vua quỷ Ravana, vua Rama đã tập hợp những con khỉ để xây dựng một cây cầu nối từ Ramisur đến Sri Lanka qua eo biển Palk. Cây cầu có tên là Ramasetu mà chúng ta đã khám phá ở video trước. Tuy nhiên, điều khiến các nhà khoa học kinh ngạc không chỉ bởi cây cầu này đã tồn tại suốt 5.000 năm qua, mà còn là một số viên đá được tìm thấy quanh khu vực cây cầu này. Mặc dù có hình dạng tương tự như những viên đá bình thường khác, nhưng chúng lại nổi lên khi được đặt trong nước. Lý do đằng sau hiện tượng đá nổi như vậy vẫn chưa được xác nhận, mặc dù nó đã được nhiều nhà khoa học nghiên cứu. Số 5. Đá của Chúa Trời, tảng đá khổng lồ tự giữ thăng bằng. Tảng đá Krishnamurti tọa lạc ở quận Kanchipuram, Tamil Nadu, nặng hơn 250 tấn, cao 6m và có đường kính 5m, nằm trên sườn đồi dốc 45 độ. Tuy có kích thước khổng lồ, tảng đá vẫn nằm thăng bằng trên bề mặt có tiếp xúc rất nhỏ với sườn đồi. Nó không nằm xuống đồi, cũng không hề nhúc nhích bất chấp mọi nỗ lực dịch chuyển. Năm 1908, Arthur Lawley, thống đốc bang Madras,
có ý định dịch chuyển tảng đá khỏi sườn đồi vì lo ngại nó có thể lăn xuống bất kỳ lúc nào và phá hủy thị trấn dưới chân đồi. 7 con voi được sử dụng để tiến hành việc di chuyển, nhưng tảng đá không xê dịch dù chỉ một chút. Cho đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa hề lý giải điều gì khiến tảng đá ở nguyên tư thế thăng bằng như vậy. Dân địa phương gọi là Van Irakau, tức đá của Chúa Trời. Họ tin rằng các vị thần đã đặt tảng đá ở đây để thể hiện sức mạnh. Số 6. Indus, văn hóa đô thị đầu tiên trên thế giới. Nền văn minh Indus là một trong những nền văn hóa đô thị lớn đầu tiên trên thế giới, bao quát toàn bộ Ai Cập và Lưỡng Hà. Đế chế này trải rộng trên hơn 1 triệu km2. Đây cũng là một trong 4 nền văn minh cổ đại nhất trên thế giới mà nhân loại ngày nay đã biết, bao gồm Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ và Trung Quốc. Nền văn minh Indus đã bị lãng quên cho đến khi di tích được khai quật vào năm 1922 đã phát hiện ra một nền văn hóa đô thị phức tạp với các tuyến đường thương mại nội thị được thiết lập. Các nhà khảo cổ học cũng khám phá những công trình xây dựng, các công nghệ tinh vi và tiên tiến, nổi bật với hệ thống vệ sinh môi trường đô thị cũng như bằng chứng về trình độ đáng ngạc nhiên trong kỹ thuật, toán học và thậm chí là nha khoa. Điều kỳ lạ là không có bằng chứng khảo cổ nào cho thấy sự tồn tại của quân đội, nhà vua, nô lệ, mâu thuẫn xã hội hoặc các tệ nạn phổ biến thời cổ đại. Và hơn hết là sự biến mất kỳ lạ của nền văn minh cổ đại này khoảng hơn 4.000 năm trước. Đến tận bây giờ, lý do vì sao Indus biến mất vẫn chưa có ai có thể giải thích được. Số 7. Hurukun chứa 800 bộ xương người. Hurukun nằm ở độ cao hơn 5 km so với mực nước biển thuộc dãy núi Himalaya ở địa phận Ấn Độ. Năm 1941, hồ được phát hiện lần đầu tiên và đã khiến các nhà nghiên cứu đau đầu trong suốt 80 năm qua. Lý do là hồ nước này mở rộng và thu hẹp tùy theo mùa. Và khi thu hẹp lại, hài cốt của 800 người sẽ lộ ra dưới đáy hồ. Do đó, hồ Rukun còn được gọi bằng cái tên là hồ xương người. Theo tạp chí khoa học Nature Communications cho biết, một nhóm nghiên cứu đến từ 16 học viện khác nhau trên thế giới đã phân tích một số hài cốt và phát hiện sự đa dạng trong di chuyển là rất lớn. Nghĩa là những người dưới đáy hồ có lai lịch khác nhau, một số trong đó có đặc điểm giống với cư dân ở Đông Nam Á, trong khi một số khác tương tự như người châu Âu hiện đại, cụ thể là người ở đảo Crete thuộc Hy Lạp. Hơn nữa, không có bất kỳ vũ khí nào được tìm thấy trong hồ, điều này bác bỏ khả năng họ tử trận trong một cuộc chiến. Điều kỳ lạ nhất chính là có một số thi thể có niên đại cách nhau đến hơn 1.000 năm. Các nhà khoa học đến nay vẫn đang tìm kiếm lời giải cho bí ẩn này. Số 8. Sri Admana Baswami, ngôi đền giàu nhất thế giới. Nhìn từ xa, nhiều người sẽ bị choáng ngợp khi nhìn thấy đền thờ Ấn Độ này sáng lên như một khối vàng khổng lồ. Sri Admana Baswami nổi tiếng vì sự giàu có không thể tưởng tượng được và được nhắc đến với tên gọi đền vàng. Bởi bên trong ngôi đền này thực sự có một kho báu trị giá hàng trăm tỷ đô la. Một số học giả cho rằng nó đã được thành lập hơn 5.000 năm trước để thờ thần Vishnu tại Ấn Độ. Các kho báu được tích lũy qua hàng ngàn năm dưới nhiều triều đại khác nhau. Vào tháng 6 năm 2011, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy kho báu khủng gồm vàng, ngọc quý và trang sức ở bên trong các căn hầm tại ngôi đền. Tòa án tối cao Ấn Độ ra lệnh phong tỏa và kiểm tra các căn hầm chứa vàng. Theo ước tính của các chuyên gia, kho báu có giá trị ít nhất 22 tỷ USD, nhưng giá trị có thể lên đến hàng trăm tỷ USD nếu xét đến giá trị lịch sử của nó. Nhưng đây chỉ mới là một phần của kho báu khổng lồ, còn có một căn hầm bất khả xâm phạm với những lời đồn về kho báu vô giá và lời nguyền chết chóc. Sau nhiều cái chết bí ẩn khi cố mở căn hầm, Tòa án tối cao Ấn Độ cuối cùng đã ban hành một cảnh báo chống lại việc mở cửa hầm B. Có thể nói rằng, đây là một trong những kho báu lớn nhất lịch sử nhân loại từng được phát hiện. Số 9. Bí ẩn Đại Bảo Tháp ngàn năm. Các bạn thân mến, khi nhắc đến Ấn Độ, chúng ta không thể không nói đến các di tích đền chùa bởi đây chính là cái nôi của tín ngưỡng Phật giáo ngày nay. Theo ghi chép lịch sử, vua Ashoka vốn là một bạo chúa. Ông thường dẫn quân đi chinh phục các nước chư hầu, nhưng sau đó vua được Đức Phật giác ngộ và đã vận dụng giáo pháp của Phật vào việc trị nước an dân. Để bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Phật, Ashoka Vương đã phát nguyện chiêm bái những nơi Đức Phật từng đặt chân đến và cho xây dựng các ngôi tháp để tưởng niệm. Ông đã xây dựng hơn 84.000 ngôi tháp ở khắp đất nước Ấn Độ. Quần thể Sanchi là một trong những kiến trúc vĩ đại ấy. Nơi đây không chỉ là công trình được bảo quản gần như nguyên vẹn suốt hàng ngàn năm, mà còn là kiến trúc bảo tháp Phật môn hoàn hảo nhất. Công trình nổi bật nhất trong quần thể kiến trúc Sanchi chính là Tòa Đại Bảo Tháp, là một mái vòm gần như hoàn hảo với chiều cao 15m và bán kính 30m, được xây dựng bằng gạch nung và vữa.
có một hàng rào được xây dựng từ những cột đá nguyên khối khổng lồ bao bọc quanh phần chân tháp, nối liền với bốn cổng đá được chạm khắc vô cùng tinh xảo, gọi là Thorandur. Nhìn vào cấu trúc của đại bảo tháp này, ta có thể hình dung được sự tồn tại của một nền văn minh đã từng huy hoàng và rực rỡ. Ấn Độ quả là một đất nước thú vị và bí ẩn phải không các bạn? Văn minh sông Ấn được coi là một trong những nền văn minh vĩ đại nhất của nhân loại thời cổ đại. Cho đến nay, có hơn 1.050 di chỉ của nền văn minh này đã được xác định, với trên 140 thành phố và làng mạc được tìm thấy. Đáng tiếc rằng, chỉ khoảng 10% làng mạc được khai quật, trong khi có nhiều loại chữ viết chưa được giải mã và việc nền văn minh này biến mất đột ngột từ khoảng năm 1900 trước công nguyên cũng là Ấn Độ chưa thể làm sáng tỏ. Tây Tạng, vùng đất thuần khiết cuối cùng trên trái đất. Có một vương quốc kỳ lạ trên thế gian này, nơi đây đã xuất hiện rất nhiều kỳ tích mà thế giới không thể tưởng tượng được. Ở đó ẩn chứa vùng thánh địa Shambhala bí ẩn, là mạch sống của châu Á với các con sông lớn cho toàn vùng châu Á đều bắt nguồn từ đây. Ở đó có hồ thiêng với 800.000 tấn tôm cá nhưng không ai dám đánh bắt. Có các nhà sư thân thể hóa cầu vồng khi viên tịch. Có điều thần kỳ như Lạt Ma niệm chú nâng tảng đá nặng hàng tấn. Minh Đức xin kính chào quý khán giả của Ngẫm Radio. Các bạn thân mến, những điều huyền diệu này chính là nói về Tây Tạng, nơi được mệnh danh là thánh địa Phật giáo linh thiêng lâu đời, cũng là vùng đất có vô số huyền cơ, nằm trong khu vực cao nguyên cao nhất thế giới với độ cao trung bình hơn 4.200m so với mực nước biển. Xứ Tây Tạng ẩn giấu một năng lượng huyền bí vô song. Hôm nay, các bạn hãy cùng Minh Đức khám phá về vùng đất này nhé. Cực thứ ba của trái đất. Khoảng 300 triệu năm trước, do hành trình va chạm dữ dội của hai khối tiền lục địa tạo nên cơn địa chấn hình thành dãy Himalaya và cao nguyên Tây Tạng. Tây Tạng là vùng đất cao từ 3.500 đến 5.000m, được mệnh danh là nóc của trái đất, hay cực thứ ba, hay cực kia là Bắc Cực và Nam Cực. Có diện tích hơn 1 triệu km2, gần bằng Tây Âu, nhưng nơi này cô lập với thế giới. Phía Nam là dãy Himalaya, phía Tây là dãy Karakoram, phía Bắc là các dãy Kulan và Tangla. Riêng phía Đông có dãy núi xuống tới biên giới Trung Hoa. Năm 1943, Hitler đã phái người đến Tây Tạng tìm kiếm một nơi thần bí gọi là Shambhala. Tương truyền rằng, ở đó ẩn chứa một năng lượng vô cực có thể đảo ngược trục trái đất, cả về không gian lẫn thời gian. Hitler muốn có được sức mạnh thần bí để xoay chuyển cục diện chiến tranh đang bất lợi của mình. Những tài liệu về việc thám hiểm của Đức Quốc xã ở Tây Tạng thuộc loại tài liệu có tính bảo mật đặc biệt. Theo quy ước của Đức, Anh và Mỹ, chúng có thể sẽ được giải mã sau năm 2044, nhưng cũng có thể sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi vào lịch sử. Điều này đến nay vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp. Trong thế kỷ 20, các nhà thám hiểm đã bắt đầu hành trình tìm kiếm Shambhala và cho rằng vùng thánh địa đã bị chôn vùi đâu đó dưới lớp tuyết dày của Himalaya. Theo truyền thuyết, đây được coi là một vùng đất linh thiêng, nơi chỉ những người có trái tim hướng thiện và phẩm hạnh cao quý mới có thể thấy được. Các tín đồ Phật giáo tin rằng vương quốc này tồn tại đâu đó trong vùng Himalaya, Tây Tạng và được canh giữ bởi những vị thần linh với sức mạnh siêu nhiên. Điều này càng làm cho Shambhala trở nên hấp dẫn và bí ẩn hơn. Núi thiêng Kailash. Ở cao nguyên Thanh Tạng có một địa điểm vô cùng huyền bí, được bảo vệ bởi những hồ nước sâu cùng những lực bí hiểm, đó chính là ngọn núi Kailash huyền thoại, thánh địa bất khả xâm phạm đầy bí ẩn. Có hàng ngàn người đã từng leo lên đỉnh Everest ở độ cao 8.848m, còn đỉnh Kailash chỉ cao gần 6.700m thì chưa từng có ai đặt chân đến. Các truyền thuyết kể lại rằng, những người đặt chân lên con dốc dẫn lên đỉnh núi đều phạm thượng và có thể chết, và chỉ ai hoàn toàn thuần tịnh mới có thể leo lên đỉnh núi này. Vào những năm 1980, một đoàn vận động viên leo núi ở độ tuổi 28-30 đã thám hiểm khu vực Kailash và đột nhiên mất tích. Sau đó 4 ngày, 4 vận động viên này được tìm thấy nhưng họ đã già hơn cả chục tuổi. Một năm rưỡi sau, tất cả đều qua đời vì quá già. Có giả thuyết cho rằng họ đã bị đẩy sang một không gian khác và ở đó thời gian trôi cực nhanh và bằng cách nào đó khi họ quay trở lại không gian này thì đã trở nên rất già. Giải thích duy nhất cho điều này được tìm thấy trong các văn tự của Tây Tạng nói rằng ngọn núi được bảo vệ bởi các năng lực siêu nhiên có khả năng thay đổi thực tại và thời gian. Phải chăng vì ẩn chứa những bí mật thâm sâu nên núi Kailash không cho phép con người chinh phục? Cầu vồng hóa thân thể, sự viên mãn của các cao tăng Tây Tạng. Ở xứ sở huyền bí Tây Tạng có những câu chuyện khiến người ta phải kinh ngạc. Đã có hàng vạn trường hợp các nhà tu hành được ghi nhận có khả năng chuyển hóa cơ thể của mình thành vật chất cao năng lượng vô cùng tinh khiết, gọi là trạng thái cầu vồng hóa thân thể, khi cơ thể người tu luyện chuyển hóa thành ánh sáng cầu vồng và tan biến. Tu sĩ Kenpo Acho ở khu vực Kham Tây Tạng qua đời vào năm 1998 và bằng cách nào đó, thân thể ông đã hóa thành một luồng ánh sáng.
Sau khi chút hơi thở cuối cùng, da ông trở nên sáng trắng hơn. Vài ngày sau, xác của ông bắt đầu nhỏ dần lại. Đến ngày thứ 7 thì nó hoàn toàn biến mất. Sự kiện này đã được báo chí địa phương ghi lại rất kỹ lưỡng và hiện tượng cầu vồng hóa thân thể đã được thảo luận tại Viện Nghiên cứu Khoa học Tinh thần vào năm 2002. Đối với người thường thì đây quả thật là điều không thể nghĩ bàn, nhưng ở Tây Tạng thì nó lại không phải là điều gì đó khó tin. Bởi vì rất nhiều người dân Tây Tạng đã tận mắt chứng kiến những sự tình tương tự như vậy, biết rằng trong cõi vô minh có những điều thần kỳ mà nhân loại có lẽ mãi mãi không thể nào lý giải được. Ngoài ra, nơi này còn có hiện tượng kỳ bí khác. Lạt Ma Tây Tạng niệm chú nâng tảng đá nặng hàng tấn. Liệu con người có thể điều khiển đồ vật bay lên hay khiến tảng đá nặng hàng tấn tự dịch chuyển đến nơi mong muốn? Điều này tưởng chừng như chỉ có trong những bộ phim viễn tưởng, nhưng ở Tây Tạng, điều này là có thật. Năm 1997, trong cuốn sách The Bridge to Infinity của tác giả Bruce Cathy đã kể về câu chuyện do chính tiến sĩ y khoa Zhao, người Thụy Điển, tốt nghiệp Đại học Oxford, tận mắt chứng kiến. Trong lần ghé thăm Tây Tạng, ông Zhao đã chứng kiến các tăng nhân sử dụng âm thanh để đưa các tảng đá nặng hàng tấn lên một hang động cách mặt đất 250m, nằm trên những vách núi thẳng đứng cao hàng trăm mét. Có gần 200 tăng nhân, một số dùng những chiếc kèn và trống nhỏ tạo thành âm thanh có tần số cao phi thường. Các tăng nhân khác đồng thanh tụng kinh với nhịp độ càng lúc càng nhanh. Vài phút sau thì tảng đá bắt đầu lắc lư rồi đột nhiên bay lên không trung theo hướng cửa động. Sau 3 phút đi lên, nó hạ cánh nhẹ nhàng xuống cửa động trên vách đá. Cảnh tượng diễn ra thật phi thường. Bằng cách này, họ đã di chuyển được 5 đến 6 tảng đá lớn trong 1 giờ. Vị tiến sĩ sợ rằng mình có thể bị thôi miên nên đã đặt máy quay phim để quay lại toàn bộ quá trình. Những đoạn tài liệu này vì lý do nào đó đã bị các nhà chức trách của Anh phân loại và đến nay nó vẫn chưa được công bố ra công chúng. Cảnh tượng ngoạn mục này đã hé lộ một bí mật từ lâu nay, đó là sự rung động và nén của trường âm thanh có thể làm mất tác dụng của lực hấp dẫn. Với các nhà sư Tây Tạng, điều này không phải là bí mật gì to lớn và họ đã vận dụng nó từ lâu. Bí ẩn hẻm núi lớn nhất thế giới. Yalang Yangbo ở Tây Tạng là một trong những hẻm núi sâu nhất trên thế giới, trải dài hơn 504 km và ẩn chứa điều huyền bí mà các nhà khoa học vẫn chưa thể phá giải. Thứ nhất là truyền thuyết về dã nhân. Theo mô tả của người dân địa phương, từng có nhiều người nhìn thấy một sinh vật bí ẩn, toàn thân đầy lông nâu đỏ và đen, miệng lồi, mắt trũng sâu, dáng đi thẳng, cao khoảng 2m. Điều đáng kinh ngạc là dấu tích của nó ở khắp mọi nơi, từ vùng núi tuyết với độ cao lên tới 6.000m cho đến những khu rừng nguyên sinh rậm rạp bên dưới hẻm núi. Thứ hai là phát hiện về hồng đậu sam, loài thực vật quý hiếm có giá trị y học cực kỳ cao. Năm 1998, các nhà khoa học đã phát hiện ra một diện tích hồng đậu sam tự nhiên rộng lớn ở hẻm núi Yalang Yangpo, nơi đây đã bảo tồn rất tốt loài thực vật này. Linh đồng chuyển sinh. Linh đồng chuyển thế là một hiện tượng bí ẩn trong Phật giáo Tây Tạng. Khi một người tu luyện đạt được thành tựu qua đời, sẽ có thể chọn nơi mình sẽ chuyển sinh đầu thai trong kiếp sau và tiếp tục tu hành. Tu viện sẽ sử dụng các nghi thức khác nhau để tìm em bé sinh ra sau khi vị Phật sống viên tịch. Năm 1985, sự kiện Lạt Ma Yesi chuyển sinh trong một gia đình Tây Ban Nha gây chấn động lớn. Khi sinh ra con, người mẹ không cảm thấy một chút đau đớn nào và đứa trẻ chưa bao giờ khóc từ khi chào đời. Có lần mẹ quên không cho cậu bé bú cả ngày, em bé cũng không khóc mà vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Đứa trẻ này chỉ thích ở một mình yên lặng một chỗ, trầm ngâm nhìn về nơi xa xăm giống như đang suy nghĩ điều gì. Vào lúc này, đệ tử của ông mơ thấy Lạt Ma Yesi tái sinh thành một đứa trẻ phương Tây có cha tên là Bago và mẹ tên là Maria. Sau khi tìm hiểu, thì người mẹ Maria cho biết cô mơ thấy Lạt Ma Yesi ôm đứa bé trên tay đưa cho cô. Đứa trẻ sau đó đã được các cao tăng tu viện Phật giáo Tây Tạng chính thức công nhận là Lạt Ma Yesi chuyển sinh. Có những câu chuyện mà thuyết vô thần hiện đại thực sự không thể giải thích, nhưng chúng thực sự có thật và tồn tại phải không các bạn? Chữa bệnh bằng tử bi. Bác sĩ Suzanne Sonner là người từng tìm đến y học Tây Tạng, hy vọng một liều thuốc cổ truyền sẽ giúp cô khắc phục tâm trạng nặng nề. Thật bất ngờ, thay vì được kê đơn thuốc, cô lại được nhận hai lời khuyên quý giá như sau. Một khi bạn nhận ra rằng tất cả mọi hiện tượng quanh bạn sẽ chỉ là giấc mơ, đó là sự giải thoát thực sự khỏi mọi đau khổ. Đức Phật giảng cội nguồn của hạnh phúc đang nghĩ cho người khác, nguồn gốc của mọi khổ đau là chỉ biết nghĩ cho riêng mình. Y học Tây Tạng được thấm nhuần các giáo lý nhà Phật với niềm tin sâu sắc vào sự luân hồi. Họ cho rằng ba chấp trước chính là tham, sân, si có thể dẫn đến các loại bệnh khác nhau. Còn khi tâm người ta trở nên an hòa, lương thiện thì cơ thể vật chất cũng phát sinh cải biến.
Bên cạnh đó, họ cũng áp dụng các phương pháp bao gồm điều chỉnh chế độ ăn, thay đổi lối sống, bổ sung thảo dược. Nói về thảo dược thì nếu từng đặt chân đến vùng đất Tây Tạng, hẳn không ít người đã từng nghe và biết đến Silajit, loại linh dược trị bách bệnh mà Phật Dược Sư ban cho con người. Trong tiếng Phạn, Silajit có nghĩa là người chinh phục núi cao. Himalaya được gọi là núi thánh bởi sự tinh khiết và thiêng liêng, ở đó có rất nhiều người tu hành ẩn dật. Silajit là bảo vật trong lòng núi Himalaya, được người đời xem là kỳ tích của nơi này. Theo ghi chép trong Thánh Điển Vệ Đà, Silajit đã được nhân loại sử dụng suốt hơn 3.000 năm qua là loại linh dược xua đuổi bệnh tật, hay còn có tên là mật hòa của các vị thần. Ngoài ra, việc cầu nguyện rất quan trọng, do đó họ sẽ cầu nguyện trong suốt quá trình bào chế thuốc nhằm mang lại năng lượng tích cực cho thảo dược. Thành công của y học Tây Tạng là giúp mọi người hiểu rõ hơn về bản thân mình, cả về thể chất lẫn nội tâm bên trong, với châm ngôn rằng hạnh phúc là khi chúng ta nghĩ cho người khác. Một Tây Tạng huyền bí ngày nay đã trở thành một Tây Tạng đau thương, xâm chiếm và đàn áp Tây Tạng từ những năm 1950. Chính quyền Trung Quốc vẫn không ngừng ra sức phá bỏ Phật giáo Tây Tạng, phá trừ các giá trị sắc tộc và xâm phạm nhân quyền của người dân Tây Tạng. Đảng Cộng sản Trung Quốc phá hoại 3.225 phòng xá ở Học viện Phật giáo lớn nhất thế giới là Lalonga. Các tăng ni bị cưỡng chế viết giấy tự nguyện rời bỏ tu luyện, phải cam kết ủng hộ chính sách của chính phủ. Ngoài ra, theo bà Maura Moynihan, một nhà phân tích bên Trung Quốc và là nhà hoạt động Tây Tạng, cho biết cao nguyên Tây Tạng là nơi khởi nguồn của 10 con sông lớn ở châu Á. Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc đã và đang vũ khí hóa các con sông này để đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa của mình, chặn nguồn cấp nước cho các quốc gia châu Á ở hạ nguồn. Có thể thấy, sông Mekong có thể không còn nữa khi 6 con đập khổng lồ dòng chính Vân Nam đã hoàn tất và 12 con đập hạ lưu Lào và Campuchia đang lần lượt được triển khai cùng với những kế hoạch thủy lợi nguy hiểm là truyền dòng lấy nước trên suốt chiều dài con sông Mekong. Hậu quả là sự suy thoái của toàn thể hệ sinh thái lưu vực sông Mekong và đồng bằng sông Cửu Long thì khô hạn, nhiễm mặn và đang chết dần. Khi công chúa Văn Thành được gả cho quốc vương Tây Tạng, đã xem vị trí địa hình mạch lạc của Tây Tạng xác thực đối ứng với hình tượng một ma nữ cự đại ở không gian khác. Cho nên, dưới sự chỉ dẫn của Văn Thành công chúa, Tạng Vương Song Sơn Gampo nhất loạt cho xây 12 ngôi chùa trấn giữ ma nữ, khóa chặt năng lượng của nó ở không gian khác, không cho tiến nhập dân gian, cho nên Phật giáo Tây Tạng bắt đầu hồng truyền và phát triển. Ngày nay, phải chăng Đảng Cộng sản Trung Quốc phá hoại chùa chiền, đàn áp tín ngưỡng đã thả ma nữ này ra? Một Tây Tạng đầy huyền bí và đau thương khiến ta nhớ lại lời tiên tri còn sót lại của Thánh địa Sambala huyền thoại. Khi thế giới chúng ta chìm trong chiến tranh và đau khổ, và khi tất cả bị tàn phá thì chúa thể của thế giới sẽ hiện lên từ Sambala. Cùng với một đội quân hùng mạnh, ông sẽ xua đuổi bóng tối ra khỏi trái đất. Một thời đại hòa bình và thịnh vượng sẽ bắt đầu từ đó. Liệu lời tiên tri về Sambala sẽ thành sự thật? Chính phát hiện mới đầy bất ngờ về nước Úc. Bạn có nghĩ mình có thể lạc vào một hành tinh khác khi đang khám phá nước Úc không? Ở đó có nơi già cỗi nhất trái đất với thành phần đất đá tương tự như trên sao Hỏa, có ngọn lửa vĩnh cửu cháy suốt 5.500 năm và ai đã vẽ hình vẽ khổng lồ 28 km này, vốn chỉ có thể nhìn rõ trong các bức ảnh từ ngoài không gian của NASA. Còn có Bigfoot, những con người lông lá đã từng sinh sống cùng một bộ lạc tại cảng Sydney, họ là ai? Người châu Âu đã chạm trán và chụp ảnh với họ. Dù gì đi nữa, bạn nhớ hãy cẩn thận với loài cây này. Một khi chạm vào là bạn sẽ sống không bằng chết. Và còn rất nhiều điều bất ngờ nữa trong video ngày hôm nay. Mình Đức rất vui khi lại được đồng hành cùng khán giả của Ngẫm Radio. Các bạn thân mến, với diện tích hơn 7,7 triệu km2, nước Úc được xem là lục địa nhỏ nhất thế giới, nhưng lại là quốc gia lớn thứ 6 về tổng diện tích. Nơi này có rất nhiều loài động thực vật cổ xưa và những câu chuyện bí ẩn. Người dân bản địa đã ở đây từ hơn 60.000 năm trước, nhưng chúng ta lại biết rất ít về họ. Đất nước được mệnh danh là nơi nắm giữ nhiều bí mật về sinh học và khảo cổ học của nhân loại này. Chắc chắn sẽ mang đến cho bạn nhiều bất ngờ thú vị. Ngay sau đây, chúng ta hãy đến với khám phá đầu tiên. Số 1. Người khổng lồ Merriman. Năm 1998, một phi công tên Trevor Ray trong lúc đang bay qua vùng giữa thị trấn Bury, miền Nam nước Úc, đã vô tình phát hiện ra hình vẽ khổng lồ trải dài bên dưới. Hình vẽ mô phỏng một người thổ dân đang cầm chiếc boomerang này có chu vi lên đến 28 km và có thể nhìn thấy khá rõ trong các bức ảnh từ ngoài không gian của NASA. Tác phẩm không phải là điều dễ dàng để người thường có thể thực hiện được, hoặc họ phải là một người rất thông thạo khoa học kỹ thuật để có thể sử dụng bản đồ từ vệ tinh.
Trong khi những tranh vẽ khổng lồ trên đất khác đều thuộc về các nền văn minh cổ xưa, thì hình vẽ này lại chỉ mới được hình thành gần đây. Vậy ai đã là người đã tạo ra nó và với mục đích gì? Các điều tra viên cho rằng hình vẽ có thể được tạo thành nhờ xe ủi đất và phải mất tới vài tuần để ủi xong. Tuy nhiên, không có nhân chứng nào nhìn hay nghe thấy điều gì trước đó. Khu vực này cũng chỉ có một con đường độc đạo, song mặt đất tại đây không có dấu chân hay vết hằn bánh xe nào được tìm thấy. Cuộc điều tra toàn diện của cảnh sát vào thời điểm ấy kết thúc mà không có lời giải. Bức vẽ trở thành một trong những bí ẩn lớn nhất của thế kỷ 20. Số 2. Bigfoot phiên bản Úc. Năm 1804, cuốn sách Địa lý hiện đại một miêu tả về các đế chế, vương quốc, quốc gia và thuộc địa với đại dương, biển và đảo nhỏ ở tất cả các khu vực trên thế giới. Cô John Pinkerton có nói về việc thổ dân bản địa Úc từng chung sống trong nhiều thế kỷ tại cảng Sydney với một chủng người kỳ lạ gọi là Yahoo hay Yowies, có nghĩa là những người lông lá. Các tư liệu lịch sử nói rằng họ có thể cao từ 1,8 đến 3 mét và nặng đến 450 kg. Yowie được miêu tả là một loài sinh vật bí ẩn trông giống như một người khổng lồ phủ đầy lông lá với những bóng vuốt thay cho các ngón tay. Các cuộc chạm trán giữa người châu Âu với Yowie đã bắt đầu từ khi hạm đội đầu tiên của Anh cập cảng Sydney vào năm 1788. Sự việc được báo cáo về London vào năm 1820, kể rằng trong một chuyến đi săn, nhóm thủy thủ đã nhìn thấy một loài sinh vật bên trong các bụi cây đang quan sát họ, và sinh vật này cao gấp 2 lần người bình thường. Còn nhiều báo cáo khác, nhưng có lẽ vụ kỳ lạ nhất và làm dấy lên nhiều tranh cãi nhất là một bức ảnh chụp vào năm 1936, cho thấy một sinh vật khổng lồ đang ngồi với bàn tay đặt trên đùi, phía trước là hai người đàn ông ngồi trên một khúc gỗ. Cũng có người cho rằng đây chỉ là hiệu ứng do sự sắp xếp tình cờ của cây cối. Ngày nay, các vụ chạm trán với Yowie thường xảy ra ở khu vực bờ biển của bang New South Wales và thành phố Gold Coast ở bang Queensland, nước Úc. Trong đó, vùng núi Blue Mountain gần thành phố Sydney là một điểm nóng. Có rất nhiều các câu chuyện về những loài sinh vật lớn có lông lá trong các truyền thuyết khác nhau trên thế giới. Chúng được gọi là Yeti trên dãy Himalayas, dã nhân ở Trung Quốc, Almas ở Mông Cổ, Caple ở Philippines và người rừng ở Việt Nam. Danh sách còn nhiều hơn nữa. Sinh vật huyền thoại này có thể tồn tại ở Úc, chỉ là ít được biết đến hơn mà thôi. Số 3. Tảng sa thạch kỳ lạ. Nằm ở miền trung nước Úc, tảng đá đỏ Uluru là một trong những cự thạch nguyên khối lớn nhất thế giới, cao 348m, dài 3,2 km và rộng 1,6 km. Có người cho rằng nó là một lục địa băng trôi. Tại sao? Bởi vì những gì chúng ta thấy chỉ là một phần nhỏ của toàn bộ núi đá đỏ, phần khổng lồ còn lại đã chìm sâu xuống phía dưới đến 6 km. Theo các nhà địa chất, Uluru có lịch sử 550 triệu năm. Còn thổ dân Úc cho rằng nó là một trong những tảng đá lâu đời nhất trên trái đất. Dân bản địa tin rằng có một không gian song song với thế giới thực tại, nơi lưu giữ tất cả các quy luật nguồn gốc của con người và giới tự nhiên. Và nó ở bên trong tảng đá này. Do vậy, trong khắp các hang động và khe nứt của Uluru, tổ tiên của họ đã lưu lại khá nhiều bức bích họa về thời nguyên sơ ấy. Điều thú vị là gần đây, tiến sĩ Owen Yao, chuyên gia về vật liệu siêu dẫn, đã kể lại một giai thoại mà ông được một người tu luyện tiết lộ. Theo đó, vào thuở xa xưa, đại vũ trụ đã phát sinh một trận chiến khốc liệt giữa các vị thần và ác ma. Dù đã tiêu diệt được ác ma, nhưng vị thánh giả cũng bị thương. Giọt máu của ngài hòa cùng giọt máu của ác ma rơi xuống nhân gian, hình thành nên khối sa thạch này. Bởi thế mà khi nhìn kỹ hơn thì thấy Uluru thực sự có màu nâu hòa cùng một ít màu xám và nó trông như thể một vật lạ vô tình bị rơi ở một nơi không thuộc về mình. Dù là theo truyền thuyết nào thì cũng giúp chúng ta hiểu hơn vì sao Uluru được xem là ngọn núi đá linh thiêng của nước Úc, phải không các bạn? Tiếp theo, chúng ta hãy đến với một bí ẩn khác. Số 4. Loài cây khiến nạn nhân sống không bằng chết. Tại đông bắc nước Úc, có một loài cây bụi thoạt nhìn trông như vô hại và mang một cái tên khá đáng yêu là Gimpy Gimpy. Nhưng thực chất, nó ẩn chứa một chất độc có tính sát thương tinh thần kinh khủng. Quan sát kỹ những chiếc lá, bạn sẽ thấy nó được bao phủ bởi một lớp lông mịn như những mũi kim siêu nhỏ. Nếu lỡ chạm vào, thì những chiếc lông ấy sẽ ngay lập tức xâm nhập vào cơ thể bạn, giải phóng độc tố thần kinh cực mạnh khiến bạn đau đớn tột độ. Kinh hoàng hơn, tác dụng của độc chất này sẽ kéo dài suốt 2 đến 3 năm nếu như bạn không loại bỏ được phần lông dính trên da hoàn toàn.
Theo nhà sinh thái học Marina Hurley, Gimpy Gimpy còn có khả năng thả các sợi lông của mình vào không khí. Chỉ cần hít phải thì bạn cũng sẽ bị phát ban, dị ứng và chảy máu cam. Và ngay cả khi lá đã khô thì chúng vẫn khiến cho nạn nhân bị trúng độc. Ông Ernie Ryder, từng là nạn nhân của nó vào năm 1963, đã chia sẻ: 2-3 ngày đầu, tôi đau đớn không thể chịu nổi. Cái cảm giác đó như thể có một bàn tay khổng lồ đè chặt lấy ngực tôi. Sự đau nhức kéo dài trong 2 năm và tái phát mỗi lần tôi tắm nước lạnh. Một trường hợp khác là một viên sĩ quan đã vô tình dùng lá cây này thay giấy vệ sinh và sau đó buộc phải tự sát vì không chịu nổi cơn đau mà nó gây ra. Cho đến ngày nay, vẫn chưa có loại thuốc nào có thể chấm dứt cơn đau từ loài cây này. Quả là một loài cây đáng sợ, phải không các bạn? Số 5. Chiếc rìu cổ nhất thế giới. Nếu yêu cầu bạn đoán vật này, thì câu trả lời của bạn là gì? Trông như một mảnh đá tầm thường phải không? Thực ra, đây là một phần của chiếc rìu cổ nhất thế giới. Nó được tìm thấy ở vùng Kimberley của nước Úc vào năm 2016 và có niên đại từ 46.000 đến 49.000 năm. Điều thú vị là đây là chiếc rìu duy nhất với tay cầm được tìm thấy trong niên đại đó. Lâu nay, chiếc rìu cổ nhất thế giới được cho là thuộc về Nhật Bản với niên đại 35.000 năm và có những chiếc rìu đã tồn tại cách đây hơn 500.000 năm, nhưng chúng đều không có tay cầm. Khám phá này đã đẩy lịch sử ra đời của loại công cụ này sớm hơn 10.000 năm. Nó cho thấy thổ dân đã khá phát triển vào thời cổ đại, chứ không thô sơ như chúng ta vẫn tưởng. Số 6. Pilpara, nơi già cỗi nhất trái đất. Vùng Pilpara của Tây Úc là một trong những nơi tồn tại sự sống lâu đời nhất trên trái đất. Pilpara bắt đầu hình thành từ cách đây hơn 3,6 tỷ năm. Vào năm 2019, các nhà khoa học của NASA đã tiến hành các cuộc thăm dò ở đây để chuẩn bị cho hành trình đến sao Hỏa. Họ cho rằng không chỉ ở vấn đề niên đại, mà thành phần đất đá và hàm lượng sắt ở Pilpara thật đáng kinh ngạc, tương tự như trên sao Hỏa. Đó là lý do tại sao vùng đất này được mệnh danh là hành tinh đỏ. Nơi này còn ẩn chứa bất ngờ dưới lòng đất, nơi có những thác nước ngoạn mục và những hồ nước trong ngần được tạo ra giữa những tảng đá có vân. Các nhà khoa học còn tìm thấy các bản khắc trên đá cổ mô tả về các loài thú có túi, chân to đã tuyệt chủng trong khoảng thời gian từ 7.000 đến 18.000 năm trước. Sự kỳ diệu của Pilpara nằm ở gốc gác cổ xưa của vùng đất này. Số 7. Ngọn lửa cháy lâu nhất trên địa cầu. Hầu hết các ngọn lửa trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta đều là phù du, chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn. Ấy vậy mà mới đây, các nhà địa chất đã đưa ra lời khẳng định về ngọn lửa trường thọ nhất thế giới. Đó là ngọn lửa gầm cháy âm ỉ trên núi Wiwin của Úc từ thời tiền sử suốt hơn 5.500 năm qua, nhờ lớp than đá khổng lồ bên dưới ngọn núi. Nó sẽ bùng lên khi chịu tác động từ bên ngoài, như tia sét hay ai đó cố tình châm lửa vào. Ngọn lửa đang di chuyển về phía nam với vận tốc khoảng 100cm mỗi năm. Trên thực tế, có hàng nghìn lửa âm ti như thế này tồn tại trên khắp thế giới, song không có ngọn lửa nào tồn tại lâu như thế. Nếu có dịp đến đây và ngắm nhìn những con đại bàng bay lượn xung quanh những lớp khói bốc lên, bạn sẽ có cảm giác mình đang đứng giữa thiên nhiên khi trái đất mới hình thành. Tiếp theo, chúng ta hãy đến với một hiện tượng hết sức ngoạn mục. Số 8. Thác nước nằm ngang. Thác nước thường đổ từ trên cao xuống, nhưng khi nhìn vào khung cảnh ngoạn mục này ở vịnh Talbot của nước Úc, bạn có thể nghĩ khác. Đây chính là hai thác nước nằm ngang duy nhất trên thế giới. Chúng được hình thành khi dòng nước chảy qua khe hở nhỏ giữa những ngọn núi của vịnh. Khi thủy triều lên xuống, lượng nước chảy vào khe hở lớn hơn lượng nước chảy qua, tạo nên áp lực nước lớn dẫn đến hiệu ứng thác nước. Ngoài ra, thác còn có thể đảo ngược, hướng chảy của nó sẽ thay đổi theo hướng của thủy triều. Như vậy, thác nước sẽ xoay chiều khoảng 2 lần một ngày. Khi đi thuyền qua thác nước, bạn sẽ được trải nghiệm kỳ quan thiên nhiên vĩ đại của thế giới. Cần lưu ý là khu vực này cũng có sứa hộp và cá sấu cửa sông nữa nhé. Số 9. Công trình Stonehenge của Úc. Hầu hết chúng ta đều có thể nhận ra đây là vòng tròn đá Stonehenge của Anh. Vậy bạn có biết ở Úc cũng có một bản sao của Stonehenge nằm cách Melbourne 45km về phía Tây, cũng là một bí ẩn lớn đối với các nhà khoa học. Nơi đây có hơn 180 khối đá sa thạch vốn không tồn tại tự nhiên trong khu vực. Mỏ đá sa thạch gần nhất nằm cách đó hơn 20km. Các nhà nghiên cứu cho rằng nó được xây dựng bởi một nền văn minh cổ đại sống cách đây 10.000 năm trước. Nếu đúng như thế,
thì nó còn lâu đời hơn cả Stonehenge của Anh và kim tự tháp Ai Cập. Vậy mục đích xây dựng công trình này là gì? Nhiều giả thuyết được đưa ra, nhưng đa số cho rằng đây chính là một đài thiên văn khổng lồ, có thể đánh dấu các chuyển động của mặt trời để tính thời điểm đồng chí, hạ chí. Có vẻ như thổ dân không chỉ tạo ra các bài hát và câu chuyện, mà họ còn quan tâm đến chuyển động của mặt trời và các phép đo thiên văn khác. 12 điều kỳ lạ xảy ra ở châu Phi, nếu không được quay lại, bạn không thể tin. Minh Đức xin kính chào quý khán thính giả của Ngẫm Radio. Quý vị và các bạn thân mến, châu Phi là nơi được xem có phần lạc hậu so với phần còn lại của thế giới. Nhưng có vô số bí ẩn về nơi này mà chúng ta không thể ngờ tới. Xin mời các bạn hãy cùng chúng tôi khám phá 12 bí ẩn ly kỳ về vùng đất đặc biệt này. Số 1. Châu Phi xuất hiện nhiều cây phun nước thần kỳ. Vào một ngày tháng 2 năm 2015, trong sân trường Đại học Công nghệ Liên bang Owerri ở Nigeria, châu Phi, có một thân cây phun nước kỳ lạ đã thu hút người dân địa phương đổ xô đến. Họ tin rằng đây là một kỳ tích, cho rằng nước phun ra từ cái cây này có thể chữa bệnh. Thế nên thì nhau lấy đồ đựng nước, thậm chí có người còn uống ngay tại chỗ. Theo suy đoán của nhiều người, nếu như những cây này không có mạch nước ngầm bên trong, thì chắc hẳn đây là loại cây rụng lá có tên là Terminalia elliptica. Loại cây này nổi tiếng với chức năng trữ nước. Theo sách y học cổ truyền của Ấn Độ, loại cây này có giá trị y học. Vỏ cây có thể làm thuốc chữa bệnh phong hàn, sốt. Còn nước lấy từ loài cây này có thể chữa đau dạ dày. Về việc vì sao chỉ có một số cây có thể chứa nước và chúng chứa được lượng nước nhiều nhất là bao nhiêu thì vẫn đang được nghiên cứu thêm. Số 2. Hươu cao cổ màu trắng hiếm thấy. Nhắc đến châu Phi, chúng ta không thể bỏ qua các loài sinh vật phong phú bậc nhất hành tinh. Mới đây, các nhà bảo tồn ở Kenya đã ghi được hình ảnh hai chú hươu cao cổ màu trắng hiếm thấy trên thế giới. Trên người chúng hoàn toàn không hề có hoa văn, cả người trơn nhẵn, cứ như quên mặc quần áo vậy. Vào tháng 1 năm 2016, người ta lần đầu phát hiện ra hươu cao cổ màu trắng tại một vườn quốc gia ở Tanzania. Vì vậy, cho đến nay, chúng ta chỉ mới nhìn thấy hươu cao cổ trắng tại Tanzania và Kenya. Số 3. Nền văn minh trí tuệ cao từ 100.000 năm trước. Khoảng 150 km từ phía tây cảng Maputo, người ta đã tìm thấy di tích của một đô thị lớn có diện tích khoảng 1.500 km2. Theo các nhà nghiên cứu, thành phố cổ đại này là một phần của một cộng đồng thậm chí còn lớn hơn với diện tích khoảng 10.000 km2, được xây dựng trong khoảng 160.000 đến 200.000 năm trước công nguyên. Điểm thú vị nằm ở khu vực địa chất xung quanh với vô số mỏ vàng. Các nhà nghiên cứu cho rằng một nền văn minh trong quá khứ xa xôi đã sinh sống ở khu vực này, đồng thời khai thác vàng ở vùng lân cận. Kinh ngạc hơn, cách đây hơn 50 năm, các nhà khoa học đã phát hiện một lò phản ứng hạt nhân rất đặc biệt ở Gabon, châu Phi. Tại báo cáo với Viện Hàn Lâm Khoa học Pháp vào ngày 25 tháng 9 năm 1972, tiến sĩ Francis Perrin, nguyên chủ tịch Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Pháp, đã cho biết phản ứng hạt nhân tại mỏ Oklo đã xảy ra cách đây khoảng 1,7 tỷ năm và lò phản ứng hạt nhân này đã vận hành khoảng 500.000 năm. Đến nay, nguồn gốc của nó vẫn là chủ đề tranh cãi của giới khoa học. Số 4. Vết nứt thung lũng Rift ở Kenya. Hạt Narok ở trung tâm Great Rift Valley đã chứng kiến một vết nứt dài vài dặm và rộng tới hơn 15 mét, phá hủy đường xá, đường dây điện và nhà cửa. Kenya đang dần tách mình khỏi lục địa chính và đây chỉ là một trong hàng trăm chỗ nứt chạy dọc toàn bộ lục địa từ sừng châu Phi đến Mozambique. Các nhà khoa học biết rằng Somalia, Kenya, Tanzania và một nửa Ethiopia là dần tách khỏi phần còn lại của lục địa trong một quá trình địa chất trong khoảng 50.000 năm. Những hình ảnh thật đáng kinh ngạc, việc trái đất nứt mở ra dưới chân chúng ta có vẻ chỉ có trong điện ảnh, thì này lại được chứng kiến trên thực tế. Đó là lời nhắc nhở về sức mạnh của tự nhiên đang thầm lặng tạo nên thế giới. Số 5. Ngôi làng kỳ lạ, nơi cá sấu và người chung sống. Ở Burkina Faso, có một ngôi làng nhỏ tên là Bazour, nơi mà người dân được coi như là hậu duệ của các chiến binh Mersis, những người đã chọn cá sấu Crocodinus là vật tổ linh thiêng của mình. Ngôi làng này có 150 con cá sấu cùng sống chung với con người. Dân làng rất biết ơn cá sấu, họ quan tâm, vui đùa và coi chúng như một thành viên trong gia đình. Suốt 70 năm qua, không có một cuộc tấn công con người nào của cá sấu. Nếu có một vết cắn nào, người dân sẽ coi đó là hình phạt của tổ tiên
chứ không phải là dấu hiệu tấn công từ những loài bò sát hung dữ này. Trong những năm qua, khách du lịch đã đổ xô đến đây để chiêm ngưỡng cảnh tượng kỳ lạ này. Du khách sẽ được hướng dẫn mua một con gà để thu hút cá sấu bò ra khỏi mặt nước. Nếu can đảm, du khách có thể bắt chước trẻ em ở đây ngồi trên lưng cá sấu. Gần đây, làng Bajur bị đe dọa bởi sự nóng lên toàn cầu, lượng mưa thấp hơn, nghĩa là mực nước trong ao quá ít khiến cho cá sấu không còn chỗ trú ngụ. Dân làng tin rằng đây có thể là điềm báo từ tổ tiên chỉ dẫn người dân đến một vùng đất mới. Số 6. Dê leo cây ở Morocco. Để thích nghi với điều kiện tự nhiên, những con dê ở Morocco có thể treo lên cành cây cao như khỉ để tìm kiếm thức ăn. Cảnh tượng độc đáo này thu hút không ít du khách đến Morocco. Theo MNN, loài dê có thể đứng trên những nhánh cây nhỏ xíu và quả cây argan đặc biệt hấp dẫn chúng. Ngoài ra, cấu tạo bàn chân của loài dê leo cây ở Morocco cũng khá thú vị. Bàn chân được chẻ làm đôi, gồm hai ngón chân có thể duỗi, cụp tùy ý để bám vào cành. Bắt đầu từ đầu những năm 2000, một số người nông dân đã tận dụng loài dê để kiếm tiền bò từ khách du lịch khi nguồn thu nhập giảm dần vì Covid-19 tấn công. Một người dân địa phương cho biết, chúng thông minh như con người vậy, chỉ khác ở điểm là chúng không thể nói chuyện. Một số con rất cứng đầu, chúng thích đi lang thang thay vì leo cây. Số 7. Hồ nước hóa đá, các sinh vật xấu số. Tại một khu vực hẻo lánh ở phía bắc nước Tanzania, châu Phi, có một cái hồ bí ẩn. Nước hồ có chứa hóa chất ăn da mạnh tới mức có thể làm bỏng da và mắt của những sinh vật vô ý tiếp xúc với nó. Bên bờ hồ rải rác xác chết của những con chim, chúng trông như đã bị biến thành đá. Chào mừng tới với hồ Neutron, đó là một hồ muối. Có độ kiềm cực cao, độ pH của nó rơi vào mức 10,5, tương đương với mức của ammoniac. Vì thế, bên bờ hồ chứa đầy xác của những con chim còn nguyên vẹn, được bảo tồn gần như hoàn hảo, từ lông cho tới các bộ phận khác. Một giả thuyết được đặt ra là mặt hồ lặng như gương khiến lũ chim bị nhầm lẫn và vô ý lao xuống hồ. Nếu lũ chim bị chết, các lớp natri carbonate sẽ khô lại trên người chúng, tạo thành một lớp muối trắng phủ lên làm chúng giống như bị hóa đá. Quả là cảnh tượng hiếm thấy phải không các bạn? Số 8. Bí mật thác Victoria. Những ai từng đến thăm thác Victoria nằm ở biên giới Zambia và Zimbabwe đều biết vẻ đẹp choáng ngợp của nó. Thác nước khổng lồ được nhà thám hiểm người Scotland đến thăm vào năm 1855 và đặt tên nó theo tên của nữ hoàng Victoria. Thác nước là một trong những điểm thu hút khách du lịch lớn nhất ở miền Nam châu Phi. Thác rộng khoảng 1,7 km và cao 108 m, được coi là một cảnh tượng phi thường. Hiệu ứng ánh sáng ở thác tạo thành cầu vồng ngoạn mục, và nếu bạn đến thăm thác Victoria vào một đêm trăng tròn, ánh sáng xuyên qua màn sương do thác nước tạo thành sẽ tạo nên cầu vồng mặt trăng tuyệt đẹp. Số 9. Vương quốc Pant, đai vàng thời cổ đại. Trong lịch sử thế giới, có một số nền văn minh không để lại di sản vật chất mà chỉ được biết đến thông qua ghi chép từ các nền văn hóa khác. Đó là trường hợp của vương quốc Punt bí ẩn. Theo sử sách Ai Cập cổ đại, Punt là một vương quốc nằm ở châu Phi và có giao thương với người Ai Cập. Hai vương quốc đã trao đổi hàng hóa cho tới thế kỷ thứ 26 trước công nguyên, dưới thời trị vì của Pharaoh Khufu, người xây dựng kim tự tháp Giza. Người Ai Cập mô tả khá cụ thể về những hàng hóa họ nhận được từ Punt, gồm vàng, gỗ mùn, nhựa thơm và nhiều loại động vật hoang dã. Họ cũng kể về những chuyến đi biển tới vương quốc bí ẩn này. Tuy nhiên, không có ghi chép nào về vị trí của vương quốc Punt. Gần đây, giả thuyết rằng vương quốc Punt nằm ở miền Nam Sudan hay vùng Eritrea của Ethiopia được nhiều nhà nghiên cứu ủng hộ, dựa trên hệ thống thực vật bản địa đặc thù có sự tương đồng với các mặt hàng mà người Ai Cập cổ nhận được từ vương quốc Punt. Một số học giả nghiên cứu Kinh Thánh cho rằng vương quốc Punt có thể là xứ Punt trong Kinh Thánh, nơi được người xưa gọi là Tanezer hay xứ sở thần linh. Số 10. Tộc người châu Phi sở hữu kiến thức vũ trụ. Dogon là một bộ tộc người Sudan sống tại khúc sông Niger trên lãnh thổ nước Cộng hòa Mali. Họ là một dân tộc cổ đại không có chữ viết, nhưng những truyền thuyết được truyền miệng từ đời này sang đời khác về vũ trụ của họ đã khiến nhiều người phải kinh ngạc. Họ thể hiện sao mộc dưới dạng một vòng tròn lớn, trên đó có bốn vòng tròn nhỏ, tức các vệ tinh của hành tinh này. Trong khi mãi đến năm 1610, nhà khoa học Galileo mới phát hiện ra điều này. Những người Dogon nói rằng
Sao Thiên Lang Bề quay xung quanh Sao Thiên Lang, một vòng quay là 50 năm. Nhưng Sao Thiên Lang Bề không nhìn thấy được bằng mắt thường. Cho đến giữa thế kỷ thứ 19, không ai ngoài bộ lạc người Dogon biết đến sự tồn tại của nó. Những tiết lộ về nguồn gốc vũ trụ và sự hình thành nhân loại cũng khiến người ta phải kinh ngạc với những chi tiết phù hợp với khoa học. Chỉ có điều, không ai biết vì sao họ sở hữu những kiến thức siêu việt như vậy. Số 11. Sông Nin rực rỡ. Nói đến châu Phi thì không thể không nhắc đến sông Nin, bắt nguồn từ Burundi, chạy qua tổng cộng 11 nước với tổng chiều dài là 6.853 km. Người Ai Cập luôn coi sông Nin là một vị thần linh thiêng. Hàng năm, họ tổ chức ngày lễ mừng sông Nin dâng nước với lòng thành kính nhất. Một trong những câu chuyện bí ẩn nhất về sông Nin là câu chuyện về thần Osiris. Tương truyền, Osiris chào đời từ bên trong một đền thờ linh thiêng nằm bên bờ sông Nin, vang lên một giọng nói kỳ lạ. Osiris, vị vua nhân từ và vĩ đại, đã được sinh ra để mang lại hạnh phúc cho nhân gian. Osiris đã trở thành người cai trị tối cao của Ai Cập, khiến người em trai của ông là Seth rất ghen ghét. Lần nọ, Seth sai người làm một cái dương tuyệt đẹp mà chỉ Osiris chui vừa. Hắn bày mưu khiến Osiris chết ngạt trong dương, cuối cùng ném xương xuống sông Nin. Sau khi nàng Isis và Osiris tìm ra chiếc dương, Seth lại cướp được, rồi hắn xé thân xác anh trai mình thành 14 mảnh, sau đó mang từng phần đi trải khắp sông Nin. Thật khó để hủy diệt thân xác của một vị thần, nhưng ta đã làm được, ta đã hủy diệt thân xác của Osiris. Tuy nhiên, lần này, dòng nước sông Nin đã thấm được vào các phần của cơ thể Osiris, tạo nên sự bất tử của Osiris. Từ đó, ông trở thành vị thần cai quản toàn bộ sông Nin rộng lớn. Bởi khả năng tái sinh nên ông cũng trở thành vị thần cai quản cõi chết. Bất ngờ là các nhà khảo cổ học từ Tây Ban Nha và Ý cùng với các quan chức Ai Cập đã khai quật lăng mộ của vua Osiris vào cuối năm 2016 tại nghĩa địa Algona trên bờ Tây của sông Nin. Họ phát hiện bên dưới lăng mộ là một quần thể kiến trúc phức tạp, các phòng được kết nối với nhau bởi hệ thống đường hầm, trong đó đáng kể nhất là chiếc giường được tìm thấy. Mặc dù nghiên cứu vẫn đang được tiến hành và chưa được công bố, nhưng có giả thuyết cho rằng thần Osiris đã từng mang hình hài con người và trong chiếc giường đó chính là thân xác thịt của thần. Số 12. Vũ điệu hoang dã châu Phi mùa di cư. Cuối cùng, khi nhắc đến châu Phi, không thể bỏ qua các loài động vật. Hàng năm, vào khoảng cuối tháng 6 đến tháng 7, có khoảng 1,5 triệu cá thể linh dương đầu bò băng qua những vùng đất rộng lớn của vườn quốc gia Serengeti, Tanzania, tới khu bảo tồn Masai Mara, Kenya để tìm kiếm nguồn cỏ dinh dưỡng. Chúng sẽ phải trải qua quãng đường dài 2.800 km. Tuy nhiên, chúng vẫn phải đối mặt với những con cá sấu sông Nin. Với chiều dài khoảng hơn 6 mét và nặng khoảng 750 kg, những con cá sấu có thể nhịn đói trong khoảng thời gian dài và chỉ trực chờ để ngoạm mồi. Theo các chuyên gia, trong mỗi đợt di cư sẽ có khoảng 10.000 con vật phải bỏ mạng khi băng qua các con sông làm mồi cho báo, cá sấu, kền kền. Mùa di cư cũng là thời điểm khách du lịch tới chiêm ngưỡng các loài động vật. Vì vậy, có thể dễ dàng bắt gặp cảnh tượng khinh khí cầu bày trên những đồng bằng châu Phi tuyệt đẹp. 9 điều bí ẩn hiếm có và thú vị nhất về nước Nga. Chiến sự giữa Nga và Ukraine nổ ra từ đầu năm 2022 đã khiến mối quan tâm toàn thế giới đổ dồn về hai quốc gia này, đặc biệt là Nga, một siêu cường về năng lượng và là nước sở hữu kho vũ khí hủy diệt hàng loạt lớn nhất thế giới. Nhưng ngoài những điều ấy, đất nước này còn có điều gì bí ẩn? Mình Đức xin kính chào quý khán giả của Ngẫm Radio. Các bạn thân mến, với diện tích 17 triệu km2 vắt qua 11 múi giờ, Nga là nước rộng lớn nhất thế giới và đa dạng cảnh quan sinh học trải dài từ Âu sang Á. Bởi thế mà xứ sở Bạch Dương này sở hữu những nét giao thoa độc đáo của hai nền văn hóa Đông và Tây và chứa đựng rất nhiều điều đặc biệt. Có lẽ vì vậy mà cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill đã từng nhận xét rằng nước Nga là một câu đố được gói trong hộp quà bí ẩn và bao bọc bởi lớp vỏ thần bí. Vậy những điều thần bí của Nga là gì? Chúng ta hãy cùng mở hộp quà bí ẩn ấy ngay sau đây. Số 1. Quê hương của những người có công năng đặc dị. Chúng ta có thể nghĩ ngay đến cậu bé sao Hỏa với những tiên tri đầy chấn động hay ông Wolf Messing, người có khả năng đọc suy nghĩ siêu thường khiến Hitler và Stalin truy lùng, hay cô gái X-quang Natalia Nikolaevna Demkina có thể nhìn xuyên tường và thân thể người.
Nhưng ít người biết rằng những năm 60 của thế kỷ trước, nước Nga từng có một đơn vị tâm linh tuyệt mật mang tên 10003, quy tụ hàng trăm người có công năng đặc dị. Theo tiết lộ của ông A. Spurkin, giám đốc đầu tiên của 10003, họ có học thức uyên thâm và thuộc hàng xuất sắc trong giới khoa học kỹ thuật lúc bấy giờ. Họ có thể dùng ý nghĩ để kích thích cây nảy mầm, phát ra tia nhiệt chứa lành vết thương hay sử dụng nhân điện để điều tra các nguyên nhân xảy ra thảm họa. Đơn vị này nhận được sự hậu thuẫn rất lớn của chính quyền đương thời, và thực tế họ đã từng có công trong cuộc chiến chống khủng bố và ngăn chặn thảm họa rò rỉ kho hạt nhân. Tuy 10003 đã kết thúc sứ mệnh vào năm 2003, nhưng theo một bài báo trên tạp chí chính thức của Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ, nước này vẫn duy trì và huấn luyện các siêu chiến binh có thể sử dụng não bộ của mình để nghe lén các cuộc điện thoại, làm gián đoạn đường truyền sóng truyền hình, phát thanh, đọc tài liệu cất giấu trong két sắt bằng ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ. Số 2. CIA tiết lộ 23 binh sĩ Nga bị hóa đá sau khi bắn hạ vật thể bay bí ẩn. Sau khi Liên bang Xô Viết giải thể, nhiều hồ sơ tuyệt mật của KGB đã rơi vào tay CIA. Trong đó có hồ sơ dài 250 trang ghi lại chi tiết về vụ việc 23 binh sĩ Nga hóa đá do bị người ngoài hành tinh tấn công tại vùng Siberia. Báo cáo gây sốc này có từ ngày 27 tháng 3 năm 1993, nằm trong tập tin về UFO được CIA giải mật và phát hành trực tuyến vào năm 2015. Tài liệu cho biết, vào năm 1987, một đơn vị quân đội Nga đang huấn luyện ở Siberia đã phát hiện một UFO đang bay khá thấp. Một binh sĩ Nga đã bắn tên lửa đất đối không trúng UFO khiến nó rơi xuống đất. Theo lời kể của hai binh sĩ Nga sống sót, họ nhìn thấy 5 người có vóc dáng lùn với cái đầu lớn và đôi mắt đen to bước ra ngoài đĩa bay. Nhóm này đã nắm tay nhau rồi hợp nhất thành một quả cầu có ánh sáng trắng rực rỡ, kèm theo đó là âm thanh chói tai. Cuối cùng, quả cầu ánh sáng phát nổ, khiến 23 binh sĩ Nga gần đó đều bị biến thành tượng đá. Tài liệu ghi, hai cốt, những người lính hóa đá, đã được truyền đến một cơ sở nghiên cứu bí mật gần Moscow. Các chuyên gia cho rằng, một nguồn năng lượng mà người trên trái đất như chúng ta vẫn chưa biết đến đã ngay lập tức thay đổi cấu trúc cơ thể của các binh lính, biến họ thành một cấu trúc phân tử giống như đá vôi. Số 3. Vụ nổ lịch sử san phẳng hơn 2.000 km2. Năm 1908, tại khu vực sông Tunguska, Siberia, Nga đã xảy ra một vụ nổ lớn kỳ quái. Năng lượng của nó ước tính khoảng 10 đến 20 triệu tấn TNT. Đến nay, đây là vụ nổ mạnh nhất từng được lịch sử ghi lại. Tiếng nổ cực mạnh, trời long đất lở, san phẳng hơn 60 triệu cây cối trong một khu vực rộng hơn 2.000 km2. May mắn thay, khu vực xảy ra tai nạn không có người ở. Vụ nổ đó gây ra sóng địa chấn rất mạnh truyền tận sang đến Trung Âu. Các trạm quan trắc địa chấn của Đức và Anh, thậm chí cả đến đảo Java ở Indonesia hay tại thủ đô Washington của Mỹ cũng ghi nhận được những chấn động tương tự. Tại London, toàn bộ đèn điện bỗng nhiên bị tắt hết, dân chúng chìm trong bóng tối dày đặc. Tại Hà Lan thì ban đêm mà lại rực lên ánh sáng trắng như ban ngày. Đặc biệt, vùng Tunguska ở Nga thì suốt 3 ngày đêm kể từ khi vụ nổ xảy ra, không xuất hiện bóng đêm nữa, chỉ có ánh sáng mặt trời chiếu ra những tia sáng kỳ lạ màu xanh lục. Có rất nhiều giả thuyết cho nguyên nhân vụ nổ, có thể là do một hố đen nhỏ đi qua trái đất gây nên, hoặc là kết quả một vụ nổ tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh, hay thậm chí là một loại vũ khí của người ngoài hành tinh, hoặc đây là cú va chạm của một sao chổi hay tiểu hành tinh với trái đất. Tuy nhiên, tất cả các giả thuyết đều thiếu bằng chứng thuyết phục. Tóm lại, vụ nổ Tunguska cho đến nay vẫn là một bí ẩn của thế giới. Số 4. Dấu vết của nền văn minh cổ đại cách đây 100.000 năm. Nước Nga còn có nhiều bằng chứng về sự tồn tại của những nền văn minh cổ đại từ rất lâu đời và có trình độ công nghệ vượt bậc. Chúng ta hãy cùng quan sát những khối đá ở khu vực núi Vatovara này. Chúng có những góc vuông 90 độ hoàn hảo và một số dường như đã được cắt bởi tia laser. Năm 2014, những siêu cự thạch phẳng view cũng được phát hiện ở Kemerovo, Siberia. Theo các nhà nghiên cứu, chúng được cấu tạo từ đá granite cứng chắc, nặng đến 4.000 tấn và có niên đại lên đến 100.000 năm. Nhưng điều đặc biệt là chúng lại xếp chồng lên nhau thành một bức tường đồ sộ cao tới 40 mét với độ chính xác tuyệt vời. Hay như khối cự thạch trên núi Paiden, vết cắt của nó ngọt đến mức khó mà nghĩ nó hình thành một cách tự nhiên được. Nhưng nổi tiếng nhất phải kể đến thần tượng Sigir, được bảo quản trong môi trường axit kháng khuẩn của đầm lầy than bùn ở dãy núi Euro. Các nhà khảo cổ học đến từ Đại học Göttingen của Đức và Viện Khảo cổ học RAS của Nga xác định nó có niên đại lên đến 12.250 năm. Kết quả này cho thấy tượng gỗ Sigir được chạm khắc vào cuối kỳ băng hà và là tượng gỗ lâu đời nhất thế giới.
Vậy cách đây hàng ngàn năm, ai đã tạo ra những tác phẩm ấy và bằng công nghệ nào? Phải chăng chúng thuộc về những nền văn minh đã mất? Những điều này đến nay vẫn là bí ẩn không của riêng nước Nga. Số 5. Thế giới bí ẩn dưới Điện Kremlin. Được xây dựng từ năm 1475, Điện Kremlin xa hoa, tráng lệ, từng là cung điện của nhà vua và hiện là nơi Tổng thống và các cơ quan tối cao của Nga đang làm việc. Nhưng theo trang Serbian The Headlines, có cả một thế giới bí ẩn ngay bên dưới công trình kiến trúc vĩ đại này. Đó là những đường hầm dẫn nước, đường hầm nghe lén để kịp thời phát hiện những kẻ phá pháo đài, ngục tối, những căn phòng bí mật cất giấu kho báu, thư viện của Ivan Bạo Chúa và một hệ thống tàu điện ngầm nhằm phục vụ việc đi lại của các cơ sở quốc phòng và chính phủ trong trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, bất kỳ thông tin nào về hạ tầng của Điện Kremlin đều là tuyệt mật. Số 6. Căn phòng hồ phách, sự bí mật bí ẩn và lời nguyền chết chóc. Căn phòng tuyệt đẹp này vốn là món quà tỏ tình của hoàng đế nước Phổ Frederick Wilhelm I dành cho vợ của mình vào năm 1701. Thời ấy, giữa lúc hồ phách đắt hơn vàng gấp 12 lần, thì căn phòng đã được dát toàn bộ bằng hồ phách và vàng lá nguyên chất một cách xa hoa và lộng lẫy. Chính vì thế mà trong một lần viếng thăm nước Phổ vào năm 1716, Tsar Hoàng Nga là Pierre Đại Đế đã hoàn toàn bị chinh phục bởi nét đẹp vô tiền khoáng hậu của căn phòng. Nhận thấy điều đó, vua Frederick đã tặng nó cho Tsar Hoàng Nga như một thiện chí nhằm củng cố liên minh Nga-Phổ. Nó được dựng trong cung điện Catherine cao quý, có diện tích 55 m², giá trị ước tính lên đến 142 triệu USD và nổi tiếng như một kỳ quan thứ 8 của nhân loại. Trong Thế chiến thứ 2, quân phát xít đã đánh cướp căn phòng và mang về lâu đài Königsberg ở Đức. Sau đó, một trận đánh bom đã phá hủy lâu đài. Tuy nhiên, người ta không tìm thấy vết tích nào về căn phòng huyền thoại ấy. Kể từ đó, những lời nguyền chết chóc cũng lần lượt xuất hiện. Từ sự mất tích của vợ chồng giám đốc bảo tàng Königsberg, sự qua đời của những người cố tình tìm kiếm vết tích căn phòng và cả tai nạn giao thông của tướng Gusev ngay sau khi ông trò chuyện với phóng viên về căn phòng ấy. Năm 1979, Liên Xô đã quyết định xây dựng lại một bản sao của nó, nhưng bản gốc vẫn là một bí ẩn. Số 7. Liên Xô từng mở cổng địa ngục. Phía tây của nước Nga đi về hướng cảng Murmansk là nơi tọa lạc của một vật thể hết sức kỳ lạ. Đó là một chiếc đĩa có đường kính chỉ khoảng 22 cm, trông không có gì đặc biệt. Thế nhưng nó được mệnh danh là chiếc đĩa bí ẩn nhất thế giới. Lý do là bởi nó thực chất là một cái nắp dùng để đậy lên chiếc hố sâu lịch sử với tên gọi hố Kola, có độ sâu lên tới hơn 12 km, hơn cả đáy vực Mariana dưới đáy đại dương. Được biết, các nhà khoa học tiến hành đào cái hố với mục đích tìm hiểu thành phần vỏ trái đất, nhưng khi khoan tới hơn 12 km, họ đã ngừng lại. Lý do chính thức là không đủ kinh phí. Nhưng theo các nhà nghiên cứu, khi độ sâu khoan gần 13.000 m, một âm thanh kỳ quái phát ra từ giếng khoan, nghe như tiếng kêu gào của tội nhân trong địa ngục. Các chuyên gia cho rằng mũi khoan của Nga đã mở ra cánh cổng địa ngục. Sự việc này đã gây chấn động thế giới. Số 8. Lời nguyền địa lý mang tên nước Nga. Các bạn có bao giờ thắc mắc vì sao nước Nga có diện tích khổng lồ và có nguồn tài nguyên dồi dào đến vậy, nhưng chỉ đứng thứ 11 về GDP, đứng thứ 61 về thu nhập bình quân đầu người và có tỷ lệ nghèo đói cao hơn nhiều so với các quốc gia cùng vĩ độ như Bắc Âu và Canada không? Nguyên nhân nào khiến các nhà lãnh đạo Nga thường phải chọn chính sách đối ngoại hết sức cứng rắn? Câu trả lời nằm ở địa lý có khá nhiều điểm yếu của họ, khiến nước Nga giống như nhà tù không thể phòng thủ. Nga có đường biên giới với 17 nước, ở phía Tây là vùng đồng bằng rộng lớn, dễ công khó thủ. Quân đội Nga phải phòng thủ gian trải trên một mặt trận rộng hàng ngàn cây số và không có cách nào ép kẻ thù phải đi vào những điểm chốt quan trọng. Ngoài ra, đại đa số các vùng biển của Nga bị đóng băng suốt mùa đông, khiến họ khó phát triển thương mại và hải quân. Đường ra các biển nước ấm của họ lại bị các nước như Na Uy, Thụy Điển chắn đường. Trong khi lịch sử đã chứng minh, hải quân mạnh cộng giao thương đường biển phát triển bằng quốc gia mạnh thì Nga lại thiếu điều này. Tuy địa lý không phải là yếu tố quyết định tất cả, nhưng nó cũng đóng một vai trò hết sức quan trọng và nước Nga là một ví dụ điển hình. Số 9. Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nhắc đến nước Nga, không chỉ không nhắc đến vị Tổng thống có thời gian nắm quyền lâu nhất trong lịch sử và có ảnh hưởng sâu sắc đến quốc gia này. Ông Vladimir Putin sinh năm 1952 trong một gia đình nghèo khó. Thời trẻ, ông từng làm điệp viên cho Ủy ban An ninh Nhà nước Liên Xô KGB và được chọn làm Thủ tướng vào năm 1999. Theo tờ Daily Mail, trong suốt 20 năm nắm quyền, Tổng thống Putin đã sở hữu khối bất động sản cách xù cùng vô số cổ phần ở các công ty mà theo ước tính của một số chuyên gia, nó có thể lên tới 200 tỷ USD.
đưa ông dẫn đầu trong danh sách nguyên thủ quốc gia giàu nhất thế giới. Ông được cho là chủ sở hữu khoảng 20 dinh thự, 58 máy bay và 4 chiếc du thuyền sang trọng. Tuy nhiên, các thông tin cá nhân về ông thường rất bảo mật. Do vậy, giá trị tài sản cá nhân của vị tổng thống này cũng là một điều gây tranh cãi và là bí ẩn lớn của nước Nga. 7 địa điểm bí ẩn thú vị nhất Đông Nam Á. Ngay ở thế kỷ 21, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy thành phố vàng trong truyền thuyết ở Indonesia. Ngôi chùa có biểu tượng rồng khổng lồ quấn quanh đầy thú vị, hay ngôi chùa được dát tới 90 tấn vàng vào thời mà Đức Phật Thích Ca vẫn còn tại thế, hay di chỉ thánh địa Mỹ Sơn đầy bí ẩn của Việt Nam. Đây là một trong những công trình bí ẩn nhất Đông Nam Á. Minh Đức xin kính chào quý khán thính giả của Ngẫm Radio. Các bạn thân mến, trong nhiều video trước đây, chúng ta đã cùng nhau khám phá nhiều điểm đến thú vị trên thế giới. Tuyệt vời là ngay ở khu vực Đông Nam Á cũng có rất nhiều địa điểm thú vị mà ít người biết đến. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá 7 địa điểm vừa bí ẩn vừa độc đáo này. Số 1. Ngôi chùa cổ dát 90 tấn vàng ở Myanmar. Chùa Suedagon là một kiệt tác kiến trúc nằm trên đỉnh đồi Singutara, Yagon, Myanmar. Bảo tháp trong chùa cao tới 99m, ước tính dát đến 90 tấn vàng. Bao quanh là 1.000 tháp nhỏ lưu giữ nhiều báu vật linh thiêng của Phật giáo. Thần và ngọn tháp dát vàng ròng, đỉnh tháp được gắn hơn 4.500 viên kim cương và hồng ngọc. Trên cùng là viên kim cương to nhất, nặng 76 carat. Bên trong bảo tháp lưu giữ xá lợi thiêng liêng của 4 vị Phật, nhưng không được phép mở cửa cho công chúng. Trong chùa có nhiều gian thờ các pho tượng Phật dát vàng lớn. Đây là nơi cầu nguyện chiêm bái của nhà sư và người dân Myanmar. Chùa có 4 lối vào và mỗi cổng đều được sư tử Chiền Đề, thần tráng đầu vàng trấn giữ. Suedagon có tuổi đời hơn 2.500 năm, tương truyền nó ra đời khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn còn tại thế. Truyền thuyết kể rằng cách đây 2.500 năm, hai anh em thương nhân đến từ ốc Kalapa, ngày nay là Yagon, đã gặp Đức Phật ở Ấn Độ. Ngài đã trao cho họ 8 sợi tóc của mình và bảo họ cất giữ trên ngọn đồi ốc Kalapa, nơi chôn cất xá lợi của 3 lần tái sinh trước đây của Đức Phật. Hai anh em trở về trình báo với Đức Vua và cuối cùng cho xây dựng chùa vàng trên đỉnh đồi Yagon mà chúng ta đang thấy ngày nay. Chùa vàng Suedagon từng có chiếc chuông lớn nhất thế giới, gần 300 tấn, được đúc dưới thời vua Dharmasadi của vương quốc Pegu vào cuối thế kỷ thứ 15. Năm 1608, Philippe de Brito Indicote, người cai trị thị trấn Sirium thuộc địa của Bồ Đào Nha, đã đánh cắp chiếc chuông này và định nấu chảy nó để sản xuất đại bác. Tuy nhiên, khi bè chở chuông đi đến sông Yagon thì bị chìm và chiếc chuông vẫn nằm ở đáy sông cho đến ngày nay. Dù trải qua chiến tranh và thiên tai, đến nay Suedagon vẫn là ngôi chùa bề thế bậc nhất thế giới. Số 2. Thánh địa Mỹ Sơn, Việt Nam. Tọa lạc trong một thung lũng kín có địa thế núi non hùng vĩ, thâm nghiêm. Nơi đây có gần 70 công trình kiến trúc đền tháp của nền văn minh Champa, được xây dựng bằng gạch đá với kỹ thuật vẫn còn là ẩn số. Người xưa không dùng chất kết dính, các viên gạch xây dường như chỉ được mài kít, trông xếp lên nhưng lại liền khối vững chắc một cách kỳ lạ. Năm 1898, một người Pháp đã phát hiện ra nơi này. Đây là khu di tích tôn giáo kỳ vĩ nhất, đặc trưng nhất của người Champa, chứa đựng giá trị lịch sử, văn hóa to lớn được xây liên tục trong suốt gần 1.000 năm, từ thế kỷ thứ 4 đến thế kỷ thứ 8. Thánh địa Mỹ Sơn được sánh ngang với các công trình nổi tiếng như Angkor, Pagan hay Borobudur của Đông Nam Á. Năm 1999, nơi này được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Đặc biệt, tháng 4 năm 2007, các chuyên gia đã phát hiện khoảng 10 tài trang trí góc tháp bằng đất nung có khắc chữ Trần bên trên. Rất có thể người Việt từng tham gia vào quá trình xây dựng tháp này. Theo tiến sĩ Lê Đình Phụng, Viện Khảo Cổ học Việt Nam, ông cũng như nhiều nhà khảo cổ khác cho rằng, trong mỗi nhóm tháp đều có nhiều niên đại khác nhau. Ông cũng phát hiện được nhiều dấu vết của các đền tháp xưa còn vương vãi trên bề mặt cũng như dưới lòng đất. Ông nói, chắc chắn đã từng có một Mỹ Sơn cổ trong lòng đất và là cội nguồn của các công trình kiến trúc còn hiện diện đến ngày nay. Đã hơn 100 năm kể từ khi khu đền tháp được các nhà khoa học người Pháp đánh thức, nhiều phát hiện đã được công bố gây tranh cãi trong giới khoa học, càng làm cho Mỹ Sơn thêm huyền bí. Mọi giả thuyết có thể chỉ là phỏng đoán. Điều không thể phủ nhận là dưới lòng đất Mỹ Sơn vẫn còn nhiều bí ẩn mà còn lâu chúng ta mới khám phá hết được. Sau nhiều thăng trầm lịch sử,
thánh địa vẫn là một địa điểm thú vị và đáng tự hào của văn hóa Việt Nam. Số 3. Bí ẩn đền rồng Thái Lan. Thái Lan là đất nước sở hữu vô vàn đền chùa với những nét kiến trúc độc đáo và ấn tượng mà ít nơi nào có được. Trong đó phải kể đến ngôi chùa Wat Samphrun. Chùa có lối kiến trúc tòa tháp toàn màu hồng, cao 17 tầng, nổi bật với hình ảnh một con rồng khổng lồ đang uốn lượn bao quanh, từ thân lên tới đỉnh tháp. Con rồng màu xanh được làm từ sắt và sợi thủy tinh, bên trong đó có một cầu thang dẫn lên đỉnh tháp. Tuy nhiên, để bảo toàn sự nguyên vẹn cũng như sự yên lặng của ngôi chùa, thì lối đi này đã bị hạn chế sử dụng. Khi đi đến cuối đường hầm trên đỉnh tháp, bạn sẽ nhìn thấy tác phẩm điêu khắc mang tên Hạnh Phúc. Nó là món quà của nhà sư có công sáng lập ngôi chùa, mang ý nghĩa nhắc nhở người thờ phụng rằng con đường dẫn đến hạnh phúc nằm ở trong lòng trắc ẩn và biết ơn. Vào đúng thời điểm trong ngày, nhìn từ xa, con rồng khổng lồ này như đang ngậm viên ngọc mặt trời. Theo chuyên trang This is Colossal, kiến trúc kỳ lạ của ngôi chùa là ý tưởng của một tu sĩ Phật giáo. Ông đã suy nghĩ suốt một tuần và khi ngồi thiền, hình ảnh ngôi chùa đã nảy sinh trong suy nghĩ của ông. Chùa sau đó được xây dựng theo ý tưởng đó với độ cao 80m để thể hiện độ tuổi của Đức Phật khi Ngài nhập Niết Bàn vào năm 544 trước Công Nguyên. Dù vậy, cho đến nay, danh tính thật sự của người thiết kế và xây dựng công trình này vẫn là một bí ẩn. Số 4. Đào dấu vàng ở Indonesia. Những tàn tích còn lại của đào dấu vàng trong truyền thuyết, nơi được mô tả có rắn ăn thịt người, núi lửa phun trào dữ dội và vẹt nói tiếng Hindi, có thể đã được tìm thấy ở sông Musi gần Palembang, Indonesia. Đây được xem là một phát hiện khảo cổ chấn động của thế kỷ 21. Khi các thợ lặn thăm dò đáy con sông này thì phát hiện được hàng trăm bức tượng nhỏ, chuông chùa, công cụ, gương, tiền xu và đồ gốm sứ. Họ đã tìm thấy chuôi kiếm bằng vàng và những chiếc nhẫn bằng vàng và ruby, những chiếc bình chạm khắc, bình rượu và sáo có hình con công. Những báu vật này không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn dẫn tới một bí ẩn mà nhiều nhà khảo cổ ở Indonesia vẫn luôn tìm kiếm: vị trí của đảo dấu vàng Sriwijaya. Từ đó, họ đã xác định được vị trí của thành phố Sriwijaya trong truyền thuyết, từng là một hải cảng giàu có và hùng mạnh dọc theo tuyến đường thương mại đại dương giữa Đông và Tây. Được biết, Sriwijaya có nguồn tài nguyên thiên nhiên địa phương vô cùng phong phú, bao gồm các loài thực vật đáng mơ ước như gỗ đàn hương và long não. Hơn hết, ở nơi đây còn có vàng tự nhiên bị xói mòn trong lòng sông Musi. Câu hỏi là tại sao một nền văn minh hùng mạnh như vậy lại có thể biến mất không một dấu vết? Thì cho đến nay, chưa ai có câu trả lời. Tuy nhiên, từ năm 2011 đến năm 2015, một số lượng lớn hiện vật có từ thời hoàng kim của Sriwijaya đã xuất hiện trên thị trường cổ vật ở Jakarta. Việc chảy máu khảo cổ vật khiến cho chính phủ Indonesia ban hành lệnh cấm khảo cổ học dưới nước vào năm 2010. Đây là lý do chính khiến cho công cuộc nghiên cứu về Sriwijaya càng trở nên khó khăn và bí ẩn về thành phố này mới chỉ hé lộ chứ chưa thể khám phá toàn bộ. Số 5. Kim tự tháp 20.000 năm tuổi ở Indonesia. Không chỉ tìm thấy đào dấu vàng trong truyền thuyết, ở Indonesia còn có một công trình kiến trúc có niên đại tới 20.000 năm, vô cùng đồ sộ và bí ẩn. Đó là khu cự Thaikanung Padang tại tỉnh Tây Java. Theo Daily Mail, nó ẩn giấu một ngôi đền cổ được xây dựng từ 9.000 đến 20.000 năm. Kanung Padang được phát hiện vào năm 1914, nằm nép mình giữa những ngọn núi lửa, bụi chuối và các đồn điền trà ở độ cao 885m so với mực nước biển. Nghĩa là, người tiền sử đã di chuyển các khối đá núi lửa lên các bậc thang được xây dựng trên sườn núi, sau đó xếp chồng chúng lên nhau để tạo nên kim tự tháp làm đền thờ. Đây có thể được coi là một kỳ công lớn của kỹ thuật cổ đại. Một số tảng đá ban đầu được kết dính với nhau bằng một dạng keo cổ đại và được định tuổi bằng đồng vị carbon vào khoảng 9.000 năm trước. Tiến sĩ địa chất Danny Hillman cho biết, các tàn tích ẩn giấu những dãy tường, căn phòng và cả những bậc thang dẫn từ sân thượng xuống bên dưới, một bằng chứng cho thấy đây là một công trình phức tạp. Các bậc thang được bao quanh bởi những bức tường chắn bằng đá lên tới 400 bậc thang với độ cao khoảng 95m. Nhiều cuộc khảo sát địa chất và phương pháp radar xuyên đất đã phát hiện cấu tạo của công trình này còn nằm sâu 15m dưới lòng đất. Các chuyên gia xác định độ tuổi của các khối đá nằm dưới bề mặt đất 3m và 4m lần lượt rơi vào khoảng 6.500 năm tuổi và 12.500 năm tuổi. Đây là một công trình gây tranh cãi lớn trong cộng đồng khảo cổ, bởi vì vào 10.000 năm trước,
Làm thế nào con người thời ấy có thể tạo dựng một công trình đồ sộ với kỹ thuật cao và kiến trúc bài bản như vậy? Tiếp theo, chúng ta hãy đến với nước Lào và khám phá một trong những công trình bí ẩn nhất tại đây. Số 6. Cánh đồng chum 2.000 năm ở Lào. Cánh đồng chum thuộc tỉnh Siêng Khoảng, Bắc Lào, đến nay vẫn là thách thức với giới khảo cổ trên thế giới. Chưa rõ những chiếc chum có niên đại hàng ngàn năm tuổi được làm ra như thế nào, nằm ở đó từ bao giờ và được dùng vào mục đích gì. Bí ẩn hơn là, tại sao lại chỉ ở một nơi duy nhất trên thế giới là Siêng Khoảng có những chiếc chum đá kỳ lạ như vậy? Có khoảng 2.000 chiếc chum đá nằm thành từng cụm với số lượng từ 1 cho đến vài trăm chum. Chúng có kích thước khác nhau, trong đó lớn nhất cao hơn 2,5m và nặng tới 14 tấn. Tất cả những chiếc chum nơi đây đều được làm từ đá, chủ yếu là đá hoa cương. Một số được làm từ đá sa thạch có chứa thạch anh feldspath và mica. Các nhà khảo cổ tin rằng chúng có niên đại 1.500 đến 2.000 năm, được những người thuộc nhóm môn Khmer làm ra. Còn truyền thuyết địa phương thì cho rằng những chiếc chum đá do người khổng lồ tạo ra vì vua của họ cần tìm nơi cất rượu. Số rượu này được đưa đến để kỷ niệm chiến thắng của vua thiện Khun Diêu Âm chống lại vua ác Chao Angka. Điều có hiểu là những ngọn núi cách khu vực cánh đồng chum đến hàng chục cây số, và để vận chuyển hay khắc đẽo các khối đá thành những cái chum to lớn như vậy chắc chắn cần qua một quá trình lâu dài. Nhưng không có dấu vết của quá trình khai thác đá và tạo tác. Cho đến nay, tuy có nhiều giả thuyết về nguồn gốc vai trò của những chiếc chum đá, song đều chưa đủ sức thuyết phục. Và có thể cánh đồng chum sẽ là một bí ẩn không tìm được lời giải đáp. Số 7. Thành phố vô hình đáng sợ ở Philippines. Balingan là một thành phố thần thoại được cho là nằm ẩn đâu đó ở tỉnh Samar của Philippines. Balingan có nghĩa là thành phố màu đen hoặc thành phố của những người bí ẩn, theo tiếng Waray. Một số người từng tuyên bố đặt chân đến Balingan và bị cám dỗ bởi những điều kỳ lạ và độc đáo, như có những tòa nhà cao tầng, nhà thờ, hiện đại và tuyệt đẹp. Thành phố Balingan còn được miêu tả là khá giàu có với nhiều vàng bạc châu báu, nhưng chỉ số ít người được lựa chọn mới có thể nhìn thấy nó. Nhiều người lái xe bị mất phương hướng khi đi qua khu vực được cho là nơi thành phố Balingan tọa lạc. Thực hư sự tồn tại của Balingan vẫn còn là điều tranh cãi. Một vài thủy thủ tuyên bố đã tận mắt chứng kiến một thành phố chói lóa ánh sáng vào những đêm không trăng trong một vài phút. Họ mô tả Balingan là một thành phố xinh đẹp với các tòa nhà cao tầng và những cấu trúc tráng lệ khác được trang bị công nghệ tiên tiến. Tất cả những người chứng kiến đều báo cáo tương tự nhau. Theo người dân địa phương, thì việc nhìn thấy thành phố bí ẩn ấy là một điều không may mắn, bởi vì những người đã chứng kiến đôi khi trở thành nạn nhân của các vụ biến mất bí ẩn. Sự tồn tại của thành phố vô hình Balingan vẫn còn là điều tranh cãi cho tới ngày nay, bởi nhiều người cho đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Thật thú vị nếu có dịp để chúng ta ghé thăm những địa danh này, phải không các bạn? Bạn thích đến địa danh nào trong video hôm nay? Hãy để lại bình luận ở bên dưới video để Minh Đức và mọi người được biết. Và đừng quên ấn đăng ký kênh, like, share nếu bạn thấy video ý nghĩa. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Chúc bạn và người thân có những giây phút dài lao thật thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Không phải ai cũng làm chủ được sức khỏe. Không phải gia đình nào cũng hoàn hảo. Không phải thất bại nào cũng dễ vượt qua. Nhưng sẽ luôn có khởi đầu mới. Nhờ học lớp Pháp Luân Công Online mà giúp chúng tôi đạt được nội tâm an hòa và cải thiện sức khỏe. Truy cập tại học pháp luân công.com, lớp học trực tuyến hoàn toàn miễn phí.